Hello, xin chào các bạn. Trong clip này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta chuyển đổi âm thanh mono biến thành dạng stereo bằng công cụ Audacity để chúng ta tạo âm thanh chất lượng tốt hơn cho cái đề thi nghe hay là đề kiểm tra nghe. Các bạn thường sử dụng chúng ta thường hay sử dụng cái công cụ là From Text to Speech hay là ttm-mp3.com để chuyển từ cái text sang speech. Và đây tôi làm ví dụ, tôi làm một cái phần nghe, phần 1 của một cái đề nghe, và chúng ta ôn lại cái cách làm chuyển đổi từ text sang speech. Ở đây tôi dùng công cụ cơ bản là ttm-mp3. Các bạn nhớ công cụ này cho miễn phí, chỉ có 500 từ mỗi ngày. Ở đây với là instruction, tôi thích nhất sử dụng cái giọng của Matthew hoặc giọng của John. Part 1. Listen to the conversation and choose the best answers. Now, listen again. Nếu các bạn hài lòng với giọng này, chúng ta download nó xuống. Và chúng ta nhớ là chúng ta thấy nó lưu ở đây để chúng ta di chuyển cho nó đúng. Sau khi tạo xong cái lời hướng dẫn, chúng ta sẽ cóp cái nội dung của bài hội thoại. Các bạn nhớ tạo cấu trúc là người nói như thế này để chúng ta có giọng nam và giọng nữ xen kẽ. Và cái giọng hay nhất để tạo bài conversation là giọng của Brian và Emma. Tôi cóp vào đây và tôi nghe thử. Và sau khi nghe xong, chúng ta download cái file về. Và cái file đã nằm ở đây rồi. Như vậy là cái công việc chúng ta chuyển đổi từ text sang voice đã xong. Chúng ta thoát cái trình duyệt đi. Chúng ta sẽ mở Audacity lên. Và các bạn nhớ nơi mình lưu cái file. Chúng ta lưu cái file ở... Chúng ta import audio. Chúng ta lưu cái file ở trong cái download. Thường nó mặc định lưu trong download. Và phần đầu tiên là cái instruction. Chúng ta mở tiếp. Phần kế tiếp là giọng conversation. Các bạn nhớ sự khác biệt giữa cái... lệnh file open và file import audio. Nếu bạn dùng import audio thì các file sẽ mở trên cùng một cửa sổ. Và như vậy nó sẽ khó để chúng ta xử lý. Nếu chúng ta chọn open thì nó sẽ nằm hai cửa sổ khác nhau. Tuy là nó khó để coi nhưng mà rất là dễ xử lý. Chúng ta có thể nghe thử lại chẳng hạn. Well, hello there, Julie. Rồi bây giờ xong cái phần conversation, phần instruction. Chúng ta copy toàn bộ instruction bằng cách để click chuột vào đây và chọn Ctrl A. Hoặc là chúng ta dùng chuột bôi đen hết. Sau đó chúng ta dùng lệnh copy. Chúng ta mở cửa sổ cái bài conversation. Click chuột vào một điểm nào đó và cho con chỏ về đầu trang. Sau đó chúng ta dán cái lệnh instruction vào. Ở đây cái khoảng cách ngắn quá. Chúng ta muốn cho nó dài một chút. Chúng ta chọn vào Generate, click trái vào đây, chọn Silent. Click trái vào đây, chọn Second, và chọn 1 giây thôi. Và OK, như vậy khoảng cách 1 giây trước khi lời nói. Chúng ta trở về đầu và nghe thử. Muốn cho nó gọn hơn, chúng ta chọn Zoom In and Zoom Out, cho nó file nó ngắn lại, mình nhìn dễ hơn. Part 1. Listen to the conversation and choose the best answers. Now, listen again. À, dĩ nhiên là chỉ đang listen again, chúng ta sẽ đem ra phía sau ha. Chúng ta cắt nó đi. Cắt, chúng ta dùng cái kéo. Và chúng ta chừa nó ra 30, 35, 40 giây ở đây. Cho nó 10 giây thôi. 32 tới 10, khoảng 7, 8 giây thôi. Chúng ta để đây và dán listen again vào. Sau đó chúng ta tiếp tục bôi đen cái bài conversation. Copy và dán nó sau cái phần này, chừa ra khoảng 1 giây. Thế là chúng ta đã có một đề nghe hoàn chỉnh. Ở đây. Nghe lại từ đầu. Part 1. Listen to the conversation and choose the best answers. Well, hello there, Julia. Và chúng ta có thể nghe lại phần sau. Now, listen again. Well, hello there, Julia. Long time no see. Meg. Hi. What a coincidence. I haven't seen you in ages.
What are you doing here? I just got a new job in the city, so I'm shopping for some clothes. Hey, what do you think of this shirt? Well, you know how much I love blue. See? I've got the same shirt. You always did have good taste. What a small world. Đây là chúng ta đã làm xong cái phần nghe của một cái phần nghe trong cái đề nghe. Nhưng mà đây là âm thanh chỉ là mono thôi các bạn, thấy không? Chúng ta trở về phần cái file instruction. Và chúng ta click trái vào cái dấu X ở bên góc bên phải trên của cái file này đi, để thoát nó đi. Chúng ta sẽ mở một cái file cùng cửa sổ này và chúng ta chọn import. Và chúng ta chọn import thì nó không mở nhảy cái cửa sổ mới nữa, mà nó hiện ngay trên cái cửa sổ mình đang làm việc. Các bạn có thấy không? Ở đây là stereo, là âm thanh nó xuất hiện bên trái và bên phải, left và right. Trong khi cái đề nghe chúng ta mới tạo chỉ là mono mà thôi. Cách để chúng ta chuyển cái file vừa mới tạo ra ở dạng mono biến thành stereo là như sau. Ở file này các bạn có thể cho con chó chạy về đầu trang. Chọn cái thời gian sải lên của nó là khoảng 1-2 giây gì đó. Rồi ok. Để có cái khoảng cách phần trắng ha. Chúng ta có thể giãn ra hoặc thu vào để dễ xem. Cho con chó về đầu trang. Trở về cái trang chúng ta mới tạo, cái phần này chúng ta chưa có cell A, chúng ta bôi đen tất cả cái nội dung này. Chọn copy. Qua cái file mà stereo, bất kỳ file nhạc nào cũng được, không nhất thiết là một file tiếng Anh các bạn. Cho con chó về đầu rồi, chúng ta bắt đầu dán nó xuống. Đây lúc này file stereo, cái file đề nghe chúng ta biến thành stereo đây nha. Và dĩ nhiên chúng ta không cần cái nội dung cái file kia, chúng ta chỉ mượn nó để tạo thành cái stereo thôi. Do đó chúng ta bôi đen và chúng ta nhấn delete để bỏ đi. Và vậy chúng ta file nghe chúng ta biến thành cái file stereo rồi. Chúng ta nghe lại. Part 1. Listen to the conversation and choose the best answers. Lúc này âm thanh nghe tốt hơn cái file mono. Các bạn nhìn kỹ khi chúng ta hát ở trên này. Part 1. Listen to the conversation and choose the best answers. Và trên máy tính thì như vậy, nhưng khi mà chúng ta hát cho các thiết bị phát á, nó có hai loa, nếu chúng ta để mono thì nó phát một bên loa thôi. Như vậy âm thanh sẽ nghe không có lớn. Và bằng cách chuyển từ mono sang stereo, chúng ta sẽ biến cái âm thanh của cái phần nghe mình làm nó nghe lớn hơn và rõ hơn. Và sau khi chúng ta nghe xong, chúng ta cảm thấy hài lòng thì chúng ta xuất file ra, export audio, click trái ở đây. Và chúng ta đặt tên cho nó ha. Part 1 Listening Test 2 chẳng hạn. Và chúng ta save. Các bạn nhớ là save dạng MP3 nhé. Và đây chúng ta chọn Medium và Standard, chọn John Stereo và Save. Nếu có thông tin gì đó chúng ta có thể bỏ nó đi cho nó hoàn toàn trống. Thế này chúng ta ok. Và lúc này chúng ta có một cái file stereo hoàn chỉnh. Rồi, tôi xin dừng lại ở đây. Xin chào các bạn.